Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị vào phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thì một lần nữa, chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến bệnh mắt. Tại vì hôm nay chúng ta có một cơ hội hiếm có là bác sĩ Dicha Lộc Nguyễn, chuyên môn về mắt. Để trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì tôi hỏi tiếp, là hồi nãy mình nói chút xíu là chừng nào thì mới bắt đầu mổ cườm. Thì như bác sĩ Dicha Lộc có trả lời là nếu mà ăn thua cái người, chúng tôi đâu có biết bằng cái người bệnh họ mới không nhìn, chứ tôi đâu có nhìn mờ nhìn rõ hay không, mình đâu có biết, phải không bác sĩ Lộc? Tuy nhiên cũng có những cái tiêu chuẩn mình phải có. Thứ nhất là mình phải nhìn được đúng những cái tiêu chuẩn được lái xe. Thứ hai là mình không được thấy nhiều hình. Thứ ba là mình cảm thấy là ban đêm mình lái mình không có bị cản trở, mình có cái sự sợ hãi, mình có cái sự đắn đo. Vì những cái điểm đó là cái điểm mình phải là không có, mình không chối được. Mình không có. Nhưng mà khi bác sĩ nhìn bệnh nhân tới gặp bác sĩ Lộc thì bác sĩ Lộc là người quyết định chừng nào mổ, phải không? Mình sẽ bàn thảo và mình sẽ nói là khuyên nên mổ hay không mổ, nhưng mà bệnh nhân vẫn là người quyết định. Ok. Rồi trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ chào bác sĩ. Xin chào cô. Dạ năm nay tôi 80 tuổi rồi mà sao mắt nó cứ bị nó bị chảy nước mắt đó bác sĩ. Chảy nước mắt suốt ngày suốt đêm như vậy á. Mà nó hơi chạy ghèn. Mà có nhỏ thuốc cho thuốc Matane mỗi ngày lần. Rồi Restasis á. Restasis? Mỗi ngày 2 lần. Mới nhỏ nước mắt nhân tạo á, thì mà nó vẫn cả năm nay nó bị vậy đó chị. Wow, bà đang dùng Restasis rồi mà vẫn còn bị chảy. Thì có những người họ chảy nước mắt vì họ thiếu nước mắt, họ ráng họ ra nước mắt. Thì những cái thuốc trợ giúp như Restasis, nước mắt nhân tạo hay là những thuốc chống dị ứng, nó giúp cho cầm lại bớt lại chút xíu cái sự phản ứng phản xạ của mình để mà ra nước mắt. Nhưng có những người nước mắt ra vì những chuyện khác, đôi lúc mình có những cái sưng vết sưng theo bờ mí, đôi lúc mình có những cái nhiễm trùng nhỏ mình không hay theo cái bờ mí. Vì cô kể cái chuyện này là cái chuyện lâu dài, thành ra mình sẽ nghĩ đến những cái bệnh mà lâu dài nó có ảnh hưởng đến chuyện này. Cái chuyện thứ ba là mình có thể cái tuyến mà rút lệ của mình, cái tuyến nước mắt rút lệ, cái đường dẫn tuyến lệ đi nó không có được thông. Có những người vì tuổi tác cái tuyến đó nó co lại, nó không có giữ được cái sự trống rỗng để mà rút nước mắt đi, thì nước mắt sẽ trào hoài. Rồi nước mắt sẽ trào ra mà mình sẽ ràn rụa giống như mình khóc vậy đó. Thì đôi lúc cái đó mình phải khám thì bác sĩ mắt mình mới biết chắc chắn. Thì vì cô kể cái chuyện này là cô bị dài hạn, thì mình nghĩ theo những cái bệnh gì mà nó có thể đưa đến cái sự chảy nước mắt dài hạn. Còn cái vấn đề mà thông tuyến lệ thì sao? Có nhiều người nói bác sĩ tôi đi, bác sĩ mắt họ thông tuyến lệ cho tôi. Cái đó là cái gì đó? Thông tuyến lệ mình có hai cái đường dẫn nước mắt rút đi. Trong mỗi bên nó có mỗi bên mí nó có một cái đường dẫn đi. Thì đôi lúc lớn tuổi cái sự lão hóa nó co lại, nó làm thắt lại cái đường dẫn nước mắt đó. Thì nước mắt mình ra nó không chỗ thoát thì nó trào ra mắt. Thì có những cái trước mình đi bác sĩ khám giải phẫu mắt thì hoặc mình có thể mình giãn cái đường đó, mình có thể làm trong office, làm trong văn phòng, mình giãn cái đường đó, mình có thể mình thông nước cái đường đó đi để mà thử coi nó đã thông được hay không. Nếu mà những cái trường hợp đó kèm theo nhỏ thuốc chống khử trùng, đôi lúc khi có nhiễm trùng lâu dài nó làm cho đường nó bít, thì đó, nếu mà những cái điều trị đó mà nó không có như ý, không có hết, thì đôi lúc mình cần phải giải phẫu đặt vô một cái đường thoát mới. Thưa bác sĩ Lộc, thì hồi nãy tôi hỏi lại bác sĩ Lộc là thông tuyến lệ là thường thường ở trong mắt mình đó, nó có chảy ra nước mắt rồi nó có đường thoát nước đi. Đúng. Nước thoát ra từ chỗ này và vào lỗ mũi mình hay nó vào trong miệng phải không? Đúng, cái đường dẫn nước mắt thoát ra nó dẫn vào mũi, rồi từ mũi nó chảy vào cái cổ họng trên của mình. Okay. Thì đôi lúc mình bệnh nhân hay tả là tôi nhỏ thuốc, đôi lúc tôi cảm giác được cái vị của cái thuốc, hay là mình nói là tôi phải nuốt nước mắt tôi khóc vì nước mắt nó trào xuống cái đường đó, thì mình biết là cái đường nó đã thông. Ok, thì như vậy tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Có lẽ bà phải gặp lại bác sĩ chuyên môn gia đình trước, xem bác sĩ gia đình bác sĩ gửi bác sĩ chuyên môn về mắt, họ sẽ giúp bà trị. Chứ mà bây giờ bà nói là 2 năm nay rồi mà dùng cái Restasis rồi nước mắt nhân tạo rồi đủ thứ mà chưa hết. Cái gì đó thiệt, tôi ở trên đài tôi luôn nhắc nhở quý vị, nếu mà một bệnh của quý vị vì một lý do đó cho thuốc rồi mà trong vòng 2-3 tháng không hết thì nên trở lại bác sĩ gia đình và tìm nguyên nhân tại sao nó không hết nha, chứ không phải chịu đựng như khổ quá đi, phải không? Đúng. Không nên chịu đựng nha. Yeah. Cảm ơn bà nha. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi đâu và câu hỏi.
Chào bác sĩ, em muốn hỏi về dùng cho ông xã em á. Ông xã em là 63 tuổi, 2 năm nay là mắt cũng mỗi tối thì hơi sót, rồi xong sau đó có nhỏ thuốc nhưng mà đủ thứ loại cũng ảnh là bệnh nhân của bác sĩ Toản đó. Mắt đầy rồi cũng dùng nước mắt giả rồi đủ thứ nhưng mà sao sáng vậy bác sĩ, sao nó nổ rèn dữ bác sĩ. Thì nghe cô tả, cô không có nói là mình biết những cái loại thuốc ông nhà đang dùng, mình cũng khó biết là cô đang trị theo cái phương hướng gì và những cái gì nó đã thử rồi, mình khó nói. Tuy nhiên qua đêm mà đến sáng mình chảy nước mắt, thường thường tức là qua đêm mắt mình nó khó chịu. Mắt mình khó chịu vì nhiều lý do, có những người mình ngủ mà mình ngáy nhiều. Khi ngáy nhiều tức là mình co giãn những cái bắp thịt mà trong cái khuôn mặt mình nó không có kèm lại giữ được. Thì đôi lúc mình ngủ mình hở mắt, hở mí và cái qua đêm nó sẽ bị khô đi, nó làm cho khó chịu. Cũng có những người vì uống thuốc để mà trị bệnh ca máu hay uống thuốc trị bệnh dị ứng, nó làm cho khô người. Thì ban đêm qua đêm nó khô quá, tại qua đêm mình suốt đêm mình ngủ mình không uống nước thì sáng dậy mình sẽ bị. Đó là những người mà bị qua đêm. Thì thường thường qua đêm như vậy thì bác sĩ mắt của cô cũng có thể khuyến cô dùng cho ông xã dùng những cái loại thuốc có chất dầu, chất mỡ qua đêm để bảo vệ. Vì sáng không có đủ nước mắt, thành ra nước mắt nó ra nó đóng lại những chất muối, và những chất muối đó nó cuộn lại, nó quấn theo những cái chất dẻo của dầu mỡ trong mắt, thành ra nó ra thành gàng. Thì cô phải trị bằng hai cách. Em có coi, xin lỗi bác sĩ, em có coi cái toa là ông xã nó có xài cái gì vết acid bác sĩ. Đúng. Rồi thì... cái gì Gromolin sodium bác sĩ. Dạ. Rồi cái gì khác, rồi mất cái thuốc cũng 4-5 loại mà sao thấy nó không có giúp được một chút gì mà tại thấy những... những cái thuốc cô kể đó, những cái thuốc đó nó giúp cho mình nhiều hơn trong ban ngày, nhưng mà ban đêm mình qua đêm mình bị thì mình cần một cái thuốc gì ban đêm nó giúp cho ban đêm, và mình phải ôm lại những cái thuốc mình đang dùng, có những cái loại gì, có những thuốc gì mình uống vào, hoặc có những lúc mình uống trà, uống cà phê trước khi mình đi ngủ, những cái tính chất của thuốc đó làm cho mình sẽ khô mắt đi, và đôi lúc mình có thể bị sưng mắt vì đó một lý do gì đó qua đêm, thì những cái chất mà kháng cự những cái chất mà sưng đó nó sẽ trào vào mắt thì mắt nó sẽ sáng, nó sẽ bị khó chịu. Thì cái đó nếu mà là mà bác sĩ mắt, nếu mà tôi là bác sĩ mắt thì tôi sẽ trị qua đêm, là cho thuốc trị ban đêm và có thuốc có thể ban ngày là trị nhiễm trùng để diệt nó đi. Cảm ơn bác sĩ Lộc. Để tôi nhắc lại bà nha. Giờ tôi mới hỏi bà là ông xã bà có bệnh gì khác không? Ví dụ như là bệnh hiện bây giờ không uống thuốc gì? Thuốc gì hết, không có bị cao huyết áp, không cao mỡ, không cao đường. Rồi cô uống thuốc với phổi tuyến không? Dạ không luôn. Ok, that's good. Không uống gì hết, không bây có giờ bị thì... gì hết. Bệnh nhân bác sĩ Toản đó, không có bị gì hết. Ok, bây giờ này thì bác sĩ Toản trị hay quá. Không phải thế này, tôi phải nói là bây giờ tôi mời ông trở lại phòng mạch tôi bảo đảm với bà là tôi sẽ gửi ông qua bác sĩ Lộc. Cái chuyện đó là tôi bảo đảm với bà nha. Thì tại vì như nếu mà bệnh nhân của tôi như tôi nói hồi nãy đó, mà mình trị mà không hết đó, thì mình phải gửi đi bác sĩ chuyên môn để mình tham khảo, để mình mới gọi là hội chuẩn rồi chữa trị nó mới đúng mức được. Thì vậy nên bà nói với ông làm ơn gọi đến phòng mạch tôi gặp tôi, xong tôi sẽ gửi qua bác sĩ. Rồi mình sẽ giúp, mình okay, sẽ giúp, giúp ông nha. Rồi cảm ơn. Rồi bà có thời gian gặp bác sĩ bây giờ buổi tối nên có giúp cái gì để cho nó đỡ không bác sĩ? Cô có thể tìm là cái loại refresh, mà cái refresh mà dùng là cái chất mỡ, cô bôi dùm chút xíu vô theo cái đường mí thử cái qua đêm, nó có thể nó bao bọc mắt, nó làm cho mắt nó mất khô được hay không? Nó có đỡ được cái triệu chứng đó hay không? Cái đó phải ra pharmacy xin để mua được không? Được, refresh. Còn nhưng mà tôi nói với bà, tại vì hôm nay là thứ hai, ngày mai ông tới gặp tôi được. Tôi đóng cửa thứ tư. Có một lần bác sĩ có refer qua bác sĩ Dũng, nhưng mà lúc đó lâu hẹn gì mà nói 4-5 tháng mà mình mắt đang khó chịu, mà ổng nói phải 4-5 tháng mới được gặp, nên ông xã của em chán công ty. Bây giờ cái tiện thể trên đài tôi cũng có thể nói luôn nha, tại vì bệnh nhân của tôi đó, khi mà tôi refer qua bác sĩ về mắt á hay là bác sĩ chuyên môn á, là tôi không có quyền biểu ổng mà ngày mai phải có bệnh nhân tôi, thì tùy ông cái schedule của ông. Thế nên tôi nhắc lại, ví dụ như là nếu có đôi khi bệnh nhân muốn, bệnh nhân bảo tôi muốn đi bác sĩ này, bác sĩ kia, tôi sẵn sàng refer quý vị đi. Nhưng mà cái chuyện bác sĩ chuyên môn đó cho quý vị hẹn tôi không kiểm soát được. Còn nếu mà đôi khi nếu mà cần thì chẳng hạn như bây giờ nếu mà ngày mai bà gặp tôi, ông gặp tôi ha, rồi tôi refer bác sĩ Lộc ha, mà nếu mà gọi bác sĩ Lộc nói ồ, một tháng sau mới coi ông được, thì làm ơn cho tôi biết, tôi sẽ gọi bác sĩ Lộc, nói bác sĩ Lộc ơi, làm ơn coi giùm bệnh tôi đi nha. Đúng thế. Thì cái chuyện mà cái này nó tế nhị lắm.
bệnh nhân muốn đi khám bác chuyên môn, tụi tôi sẵn sàng chuyển đi sang bác sĩ chuyên môn. Thế nhưng mà khi mà gọi lấy hẹn không được á, thì làm ơn trở lại với tụi tôi sẽ, dù muốn dù không, tôi là đồng nghiệp, tôi gọi thêm chắc chắn bác sĩ Lộc cũng sẽ cho tôi một cái favor cho tôi để khám bệnh nhân tôi không chứ. Lẽ dĩ nhiên, và nhất là cô nói là hôm qua tôi có gọi rồi. Ok, rồi cảm ơn bà nha, xong rồi nha. Rồi bây giờ này trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi đâu và câu hỏi. À, dạ, năm nay tôi 64 tuổi, mình chính là hai bác sĩ. Mà, bác sĩ Ngọc Tuyên, ở bên phòng bác sĩ là gì nó đau nhất? Cô nói gì không rõ. Bà bị tiếng vang, bà cái echo, bà nói lại đi. Mà nhớ vặn tivi nhỏ xuống, để có tivi cái echo nó cao lắm. Muốn hỏi bác sĩ là phòng nằm ở đâu? Ông văn phòng nằm ở đâu? Dạ, tới khám. Ok. Dạ. Rồi bây giờ này nhé, thì chương trình phần 2 chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng ta tiếp tục nói chuyện off air.